Cái này karaoke quá hay các bạn ơi. Lần một hai ba bốn năm năm lần tiếng quá dạng, quá nhạy, quá nhạy. Hello, tổng chào anh em đã đến với kênh BMT Củ Chi nhé. Hôm nay mình mới về được ba con âm ly nghe các bạn. Thì có khách đặt hổm gầy. Đó, mình mới về được ba con âm ly là một cái BDK nè, với một cái ID răng và một cái trong đây. Thì trong thời gian hổm gầy á, có khách đặt cho mình khoảng 5-7 cái âm ly lận. Mà cái số lượng mình không có các bạn ơi. Thì các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Nhưng mà cái mình á, là chuyên làm về âm ly. Thì các bạn mà đặt á, thì trong thời gian sớm nhất thì mình sẽ cố gắng mình kiếm cho các bạn. Còn đừng có hối mình. Nhiều khi hối làm không có ngon, hàng không có chất lượng nữa thì cũng mất uy tín. Đó, các bạn thông cảm ha. Còn mình chỉ chủ yếu thì quay video cho các anh em xem, tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau thôi. Chứ chủ yếu mình bán số lượng thì 1-2 cái rồi, chứ không có bán tăng cái nào mà các bạn cũng hỏi hết. Thì đâu có đầu ra mà bán các bạn. Thì anh em chú bác nào có xem thì thông cảm bỏ qua cho mình nha. Rồi bây giờ chủ yếu sẽ quay mấy cái âm ly cái ruột nó thử coi như thế nào nè. Rồi let's go. Rồi bây giờ sẽ mở đầu khai trương cái âm ly ở trong cái thùng này như thế nào đây. Máy là còn rất đẹp lắm nha các bạn. Đây, máy là tăng phô khủng long nha. Tăng phô to. Và hai volume. Hiệu là bottom audio. Đó, máy bottom. Chắc hàng này là cũng hàng nhái chứ không phải hàng hàng của hàng bãi Hàn Quốc nha các bạn. Đây cái máy nữa nè, còn rất đẹp nha các bạn, mặt tiền như mới. Dàn nút thì hai cái volume tổng là mình dặn mình nghe là chiếc áp nắp loại tốt nha. Nó ngoại hình còn tương đối, để coi đằng sau nó có. Đây đằng sau, sau nó nè các bạn, có cầu chữ U ha, hai cổng AB nè, này là cổng out mid, này là cổng output, này cổng gì, và là nhìn vô là thấy cái cổng ga lo các bạn, cái cổng ga lo của cái âm ly là loại tốt nè, nó bằng kim loại bằng đồng ha, thì cái máy mà cái cổng vậy thì đa số là cái guộc xịn. Đó, cái cổng là loại tốt thì cái ruột là đi chung nguyên cái máy luôn là nó liền, nó là toàn bộ cái máy ở trong có thể là đồ xịn nha. Bây giờ sẽ coi cái nội thất nghe các bạn, cái hàng nó như thế nào đây. Wow, máy khủng long rồi, máy khủng long. Máy này hàng chi ginh nặng lắm các bạn, máy phải từ giá 11 kg hơn. Tăng phô đại bang nha. Tăng phô này là thuộc dạng tăng phô của cái men luôn đó. Phô to lắm. Hàng chi máy này kinh nặng. Công suất của cái biến áp là 2000W nha các bạn. Tăng phô này khoảng 25A. 25A. Tăng phô đã quá đã. Và cái cấu hình máy này là 12 con sò Toshiba. 12 con Toshiba nha. Máy công suất lớn. Công suất lớn xài gia đình. Đánh lo. Máy này kéo lo 3 tắc, 4 tắc. Đó, lo đơn 3 tắc, 4 tắc là đánh khỏe ghê luôn. Máy hôm nay vô máy các bạn. Máy, quá đẹp, quá đẹp. Hàng ti hàng cũ nhưng mà cái cấu hình nó nhìn ok chứ không phải hàng dởm nha các bạn. Hôm nay quá đã rồi. Dây nhợ thì đi cũng khá gọn. Tăng phô lớn. Máy 12 sò Toshiba. Xài cặp bo công suất của bo Hiếu nha các bạn. Đó có ghi chữ Hiếu. Đây. Đó.
12 con Toshiba là C5002 và A1943 đó các bạn. Nguồn nó thì xài 4 cái tụ lọc, hai tụ này và được độ thêm, gắn thêm hai con tụ nữa. Ở máy nó xài 4 cái tụ, 4 tụ lọc. Máy cấu hình lớn rồi các bạn. Đây là mặt tiền đằng trước của nó nha các bạn, các bo đằng trước. Đây, hai vô lăng tổng hai bên là xài con nắt luôn. Mít là 4IC, mít 4IC và echo làm như có người độ lên rồi ha. Đó, chúng ta thấy cái bo không có liền nè. Hai cái trên màu vàng, còn cái echo thì màu xanh. Cái máy này có thể là người ta độ, hoặc là khi mà người ta gáp sản xuất để bán thì người ta cũng lấy cái bo hãng khác người ta gáp vô, cũng có thể như vậy. Tại máy này tình trạng là còn bụi dính dính luôn nha các bạn, bụi dính ít chứ không phải là mới mới làm ở đây, là máy là hát lâu rồi. Đó. Thì cái máy này mình sẽ báo cho anh khách anh đặt của mình, không biết anh chịu lấy không. Đó, máy 12 con lớn, tăng phô lớn, công sức kha khá nha các bạn. Đó, chiến lợi phẩm hôm nay được cái quá đạt. Rồi bây giờ sẽ coi hai con đó, hai con bên đây thử coi sao ha. Giờ mình mua được một đống dây điện luôn nè các bạn. Đó, dây điện mua được một bó luôn ha. Dây điện này cộng mua 5.000. Dây điện tốt không nha các bạn. 5.000 về mình lau chùi, mình vệ sinh lại đẹp đẹp là mình gắn vô ly hát vô tư. Dây ruột tốt, hát rất là bền nha các bạn. Cùi vậy là tới 8-9 cộng gì không biết. Rồi để bây giờ mình sẽ gỡ hai cái nắp con đó luôn, hai cái máy của cái này ra ha. Ê, hai cái ruột của máy nó này các bạn. Một máy là 12 sò nha. Đó, máy bên đây 12 con. Và máy bên đây thì 8 con lớn luôn. Đó, chiến lợi phẩm hôm nay vô mánh nè. Cái này là Ariang, Ariang hàng siêu nhái nha các bạn. Hàng này là hàng nhái chứ không phải hàng công ty. Còn máy nhái không. Nhưng mà được cái là 12 sọ. Còn đây là đằng sau của nó nha các bạn. Đó, thì cái tình trạng máy này cũng hơi xấu, thì ngoại hình tàn phai theo năm tháng. Đó, cộng dây điện này không biết ai thay cộng dây quá xịn luôn. Cộng dây này là ruột, cái ruột nó to lắm các bạn. Cái cổng AV đằng sau thì cũng gỉ tan xét. Cái tăng phô cũng hơi xét à. Nhưng mà không sao, nếu mà nó xét nhưng mà cắm điện vô nó không gỉ điện, chúng ta gờ vô không tê không giật là ok. Miễn sao ở trong nó còn cạch điện tốt là được. Đó, máy là mỗi bên 6 con sò nha các bạn. Sò nhỏ, sò không dụng, sò nhỏ mỗi bên 6 con. Mạch nguồn nó đây nè, mạch nguồn hơi nhỏ ha. Mạch nguồn hơi nhỏ. Hai tụ lọc. Cái này không có ghi lê tờ. Cái này không có ghi lê các bạn. Đó, mạch ghi lê không có ha. Không có ghi lê. À, đằng trước nó gấp cũng đồ điểu không các bạn ơi. Cái mít nè. Ô mít. Có một con IC à. Đó, vậy sao hát được không biết. Rồi cái máy này phải cần sửa chữa, nâng cấp nó lên nữa các bạn. Nếu mà cặp bo này còn tốt á, nâng cấp lên. Này làm rất là mất thời gian. Nhưng mà máy này cũng được 12 sọ. Rồi để coi con kế tiếp như thế nào đây. Thì con bên đây thì rất là ok nha. Đó, cái hiệu nó là hiệu Biriki nha các bạn. Hiệu Biriki. Đó, BAX, BA1000X. Và có tem chống hàng giả luôn nè. Đó, máy này có tem chống hàng giả là chứng tỏ là nó cũng của công ty nha. Công ty thương hiệu có tên. Có tên mà tuổi không biết sao. Đó, nhưng mà cái cấu hình nó nhìn ok nha. Ok ạ. À. Tăng phô nó là khoảng 15 ampe. Cái này phải hơn 15 chứ. Ừ. To. Này không có ghi nên không biết. Nhưng mà hơn 15 ampe. To lắm à, tăng phô này to.
và mạch nguồn nó tới 4 cái tụ lọc nha các bạn. Đó, mạch nguồn đã chưa? Cụm relay bên đây, còn cái kia không có relay ha, cái này có nè. Diode nắng vô lọc nguồn. Cái này cái tụ nó hơi bị chóc, không biết cái tụ nó có hư không. Thì cái đó sẽ giải quyết sao. Đó, mạch nó là 8 con sò to nha các bạn. Miếng nhôm nhìn vô ok nè. Đó, miếng nhôm ok. Miếng nhôm đẹp, miếng nhôm đẹp. Máy này có quạt giải nhiệt luôn nha các bạn. Có quạt luôn. Đó, hôm nay cũng dùng anh. Máy này là cũng ok. Máy mà gắp tăng phô lớn vậy và 4 tụ lọc kéo với 8 con sò to là đánh khỏe lắm nha các bạn. Khỏe, hát hát được. Này có cáp kim luôn nha. Để coi đằng trước nó coi. Mạch đằng trước hơi giảm các bạn. Mít có 2 con IC. Mít 2 con. Echo ở dưới là con 2399 nha. Đó. Cái này chắc để nghe nhạc. Nghe nhạc thì rất hay. Còn karaoke thì này không bảo đảm karaoke chắc dở. Đó, nhưng mà chiến lợi phẩm hôm nay quá thành công rồi các bạn. Quá đẹp, quá đẹp. Cái gột cái máy này nhìn vô rất là ok ha. Nhìn vô ưng mắt lên. Và con bên đây còn ưng hơn nữa. Bên đây là khủng long nè. Đó thì video hôm nay chỉ có như vậy nha các bạn. Thì một buổi săn đồ của mình được 3 con âm ly. Thì mình quay lên làm clip cho anh em xem giải trí. Và mua được một đống dây đó. Thì nói tóm lại là chiến lợi phẩm hôm nay tương đối thành công. Chiến lợi phẩm hôm nay thành công nha các bạn. Mua vô đồ đồ lớn không à. Đồ tầm đồ hát trung bình. Hát mạnh. Rồi, video mình tới đây kết thúc nha. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian xem video rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.